quyết lật đổ U23 Việt Nam. Indonesia chỉ định huấn luyện viên Shin Tae-yong dẫn dắt U23 Indonesia. U23 Indonesia đã công bố thành phần BHL cũng như cầu thủ tham dự giải U23 Đông Nam Á 2023. Theo đó, huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ dẫn dắt đội bóng xứ vạn đảo với lực lượng được coi là binh hùng với mục tiêu lật đổ U23 Việt Nam. Lịch thi đấu giải U23 Đông Nam Á 2023, Việt Nam gặp Lào ở trận ra quân. Liên đoàn bóng đá Indonesia đã công bố danh sách tập trung của U23 Indonesia. Khác với thông tin trước đây, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã được chỉ định dẫn dắt U23 Indonesia tại giải U23 Đông Nam Á 2023 sắp tới. Theo truyền thông Indonesia, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã gọi nhiều cầu thủ đang chơi ở giải vô địch quốc gia Indonesia để chuẩn bị cho sân chơi trẻ của khu vực. Có thể kể đến những cái tên đã quá quen thuộc với khán giả Đông Nam Á như Ricky Riho và Witan Sulaiman của câu lạc bộ Persija Jakarta, Anfenda Diwanga thuộc đội PSIS Semarang hay Ramadan Sananta đang đầu quân cho Persija Solo. Đây cũng là thành phần lực lượng được huấn luyện viên Shin Tae-yong triệu tập để chuẩn bị cho ASEAN 19 sắp tới. Ngoài những gương mặt nổi bật trên, huấn luyện viên Shin Tae-yong còn gọi hai cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan. Đó là Eva Jenner đang chơi cho fan club Utrecht và Rafael Struuk thuộc biên chế của ASEAN 2. Mục tiêu của U23 Indonesia là truất ngôi vô địch của U23 Việt Nam. Danh sách U23 Indonesia. Thủ môn Dafa Fasia, Hernando Ari, Muhammad Adiseso. Hậu vệ Bagat Kapfa, Kết Arel, Coman Tergil, Haykan Alafit, Muhammad Ferrari, Ricky Riho, Frankie Misha, Anfenda Diwanga. Tiền vệ Akhan Fikri, Muhammad Taufani Faja Fathur Rahman, Bekham Putra, Robi Dawis, Muhammad Kanu, Isan Sarun Murom, Abdul Rahman, Eva Jenner. Tiền đạo Muhammad Rajim, Salim Akbar, Ifan Yahur, Ramadan Sananta, Rafael Struuk.